Vâng, kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các bạn đồng nghiệp. Thì tôi xin trình bày cái bà con tôi hôm nay là vấn đề điều trị kháng sinh, cái viêm phổi bệnh viện trong kỷ nguyên đa kháng thuốc. Thì chúng ta biết là cái từ viêm phổi bệnh viện hiện nay thì người ta tách cái viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy thành hai cái thực thể riêng. Nhưng thực ra thì viêm phổi thở máy cũng là một cái dạng đặc biệt của viêm bệnh viện gặp ở những bệnh thở máy mà thường là có hồi sức tích cực. Do đó nên trong báo cáo tôi hôm nay thì chúng ta sẽ coi cái viêm phổi thở máy cũng nằm trong viêm bệnh viện để tôi báo cáo một thể, chứ không chúng tôi không tách riêng ra để làm gì. Thì chúng ta thấy đây là cái tỷ lệ bệnh nhân mà tử vong ở những bệnh nhân có viêm phổi thở máy và không có viêm thở máy. Thì ví dụ như là một cái nghiên cứu người ta thấy là ở bệnh nhân nội, cả nội và ngoại khoa, thì cái tỷ lệ viêm phổi thở máy, cái tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân không viêm thở máy là 32%, trong đó tỷ lệ tử vong của bệnh nhân viêm phổi thở máy là đến 45,5%. Và tất cả các nghiên cứu ta đều thấy là cái tỷ lệ đó nó rất cao ở bệnh nhân có viêm phổi thở máy so với không viêm phổi thở máy. Và như vậy là chúng ta thấy đây là một trong những tỷ lệ tử vong là cái bước đầu, cái đầu tiên mà chúng ta thấy là nó chênh lệch rõ rệt và nó nói lên cái mức độ nặng nề của bệnh nhân bị viêm phổi thở máy nói riêng với phổi bệnh viện nói chung. Với so sánh các chỉ tiêu khác thì với 11 nghiên cứu bệnh chứng từ 2001 đến 2008 so sánh giữa viêm phổi nhóm có viêm phổi thở máy và nhóm không viêm thở máy thì người ta thấy là tất cả chỉ tiêu đều nặng nề hơn, như thời gian nằm ICU dài hơn, thời gian nằm viện chung dài hơn và thời gian thở máy dài hơn ở cái nhóm bệnh nhân có viêm phổi thở máy. Thì cái này tất cả chúng ta đều có thể cảm nhận được, nhưng mà những cái số liệu cụ thể nó cho chúng ta thấy là cái mức độ nặng nề của cái mức độ nặng nề của viêm phổi máy nó như thế nào. Thì đấy là nước ngoài, còn chúng ta thì sao? Thì nghiên cứu của hai vị trưởng khoa Bạch Mai là tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng và tiến sĩ Nguyễn Gia Bình, có các vị đã mới tiến sĩ chưa phó giáo sư ạ, chưa giáo sư, thì thấy rằng so sánh nhóm không viêm phổi thở máy và nhóm viêm không phải bệnh viện và nhóm có viêm phổi bệnh viện thì ngày nằm viện trung bình, tổng chi phí điều trị và chi phí cụ thể riêng cho kháng sinh cũng đều ở nhóm viêm phổi bệnh viện cao hơn, đấy có ý nghĩa so với nhóm không phải bệnh viện. Và kết quả cuối cùng của chúng ta so với nước ngoài thế nào thì chúng ta cũng thấy một cái tỷ lệ tử vong cao hơn có ý nghĩa ở nhóm viêm phổi bệnh viện so với nhóm không phải bệnh viện. Những viêm phổi bệnh viện thì tử vong đến gần một nửa và không phải bệnh viện thì tử vong khoảng xấp xỉ 1/3. Thì đấy là về cái mức độ nặng nề, cái tầm quan trọng của cái viêm phổi bệnh viện gây ra với bệnh nhân và cũng như với các cơ sở điều trị. Về các tác nhân gây viêm phổi bệnh viện nói riêng, nói chung với phổi thở máy nói riêng là gì, thì chúng tôi so sánh các tác nhân của khoa hồi sức tích cực Bạch Mai số liệu năm 2018 và của các ICU của Malaysia số liệu năm 2016, thì chúng ta thấy là có một điểm chung của chúng ta và của bạn là tỷ lệ cao nhất chúng ta gặp là Acinetobacter baumannii. Dù ở Việt Nam là 51% và ở Indonesia, ở Malaysia là 41,8%. Và tiếp theo đó là các vi khuẩn gram âm khác gồm có Klebsiella rồi đến trực khuẩn mù xanh. Như vậy thì chúng thấy thế là cái tỷ lệ cao nhất của viêm phổi thở máy là Acinetobacter baumannii. Vậy chúng ta điều trị như thế nào? Ở đây chúng tôi nêu lên một cái nghiên cứu của châu Âu. Ở đây là của Hy Lạp, nghiên cứu của Ấn Độ. Của Ấn Độ thì người ta thấy là trên 433 cái viêm phổi liên quan thở máy và xem xét cái tỷ lệ đề kháng kháng sinh thì người ta thấy là chỉ có colistin là còn nhạy 100% với các chủng vi khuẩn gram âm gây ra viêm phổi thở máy và phổi bệnh viện. Còn lại tất cả các chủng khác thì đều là dưới 50%, tốt nhất là Aeruginam chỉ còn 48% và tất cả chủng khác đều là dưới 50%. Meropenem chỉ còn có 400%. Và như vậy là các Carbapenem là những cái mà chúng ta trông cậy vào thì bây giờ không còn tác dụng trên những cái chủng vi khuẩn gây viêm phổi thở máy ở cả Việt Nam cũng như các nước khác.
Đây là một nghiên cứu của Malaysia. Thì người ta thấy là với acetobomani, acinetobacter, thì cái nhóm bệnh nhân mà có đa kháng thuốc chiếm đến 87,8%, và chỉ còn có 12,2 bệnh nhân là còn nhạy với các thuốc thôi. Và cái tỷ lệ đó có thấp hơn ở trừ khuẩn mù xanh và Klebsiella, nhưng mà cái đa kháng thuốc nó cũng lên đến tỷ lệ tương đối cao, đến 35% hoặc là 59,5% hoặc là 17,4%. Thì đây là tình hình nước ngoài. Về tình hình trong nước thì chúng tôi xin nêu lên một số nghiên cứu, một số kết quả nghiên cứu của năm vừa rồi, năm 2018. Thì với Acinetobacter baumannii thì chúng tôi thấy là chỉ còn colistin là nhạy 100%. Sau đó khá nhất thì doxycycline hay là minoxycline cũng chỉ còn nhạy có 1/4, quanh 25%, và các thuốc khác thì đều đã gần như không còn nhạy cảm nữa rồi. Với Klebsiella pneumoniae thì colistin nhạy 100%, và những thuốc trước đây chúng ta trông cậy như là các bapenem thì cái mức độ nhạy cảm cũng chỉ còn dưới 50%. Và chúng ta tìm một cái nghiên cứu ở một cái nơi chúng ta nghĩ rằng là còn tương đối tốt, đấy là một nghiên cứu đa trung tâm ở Hy Lạp, Ý và Tây Ban Nha. Thì chúng ta thấy đây là cái kết quả kháng sinh đồ của Acinetobacter baumannii, và chúng ta thấy là cái tỷ lệ nhạy với amikacin đến 86%, kháng với amikacin là 86%, kháng với imipenem là 96%, kháng với meropenem là 87,7%. Tức là những kháng sinh chúng ta vẫn trông cậy để điều trị cái Acinetobacter baumannii. Thì ngay cả giữa châu Âu, Nam Âu đấy ạ, Hy Lạp, Ý và Tây Ban Nha, cái tỷ lệ kháng với các bapenem cũng rất cao. Như vậy thì nếu như các bapenem kháng rồi, cho ta trông cậy vào cái gì? Thì cái biểu đồ này người ta nói về các số lượng các kháng sinh được thông qua ở của FDA để đưa vào thị trường sử dụng. Chúng ta thấy là 83, 87 thì chúng ta còn được 16 kháng sinh mới, và cái số kháng sinh mới càng ngày càng ít dần đi. Và như vậy thì có nghĩa gì? Có nghĩa chúng ta gần như không còn trông cậy vào các thuốc mới xuất hiện nữa. Thì ở đây các anh chị, những anh chị phần lớn là trẻ chắc không hình dung được. Cho nên thầy Tiến, thầy Bình chắc còn nhớ những năm 80 khi mà gentamicin, ampicillin rồi erythromycin đưa vào thị trường ở Việt Nam, thì nó là một cái đảo lộn về cái vấn đề kiểm soát các bệnh nhiễm khuẩn Việt Nam. Và thậm chí những cái năm 90 chúng ta còn dùng ampicillin và gentamicin để điều trị sốc nhiễm khuẩn. Và cái lần cuối cùng chúng ta chứng kiến một sự xuất hiện ngoạn mục ở thị trường Việt Nam là những năm cuối những năm 90 khi mà imipenem được đưa vào thị trường, thì một sự xuất hiện ngoạn mục, nhưng mà rất nhanh chỉ trong khoảng 10 năm imipenem đã bị kháng. Và từ đó đến giờ chúng ta không còn thấy thuốc nào đưa vào Việt Nam mà có một cái sự tác dụng ngoạn mục như những thứ như trước nữa. Và với cái lượng thuốc này ngày càng ít đi thì chúng ta không thể trông cậy vào thuốc mới để điều trị được nhiễm khuẩn này. Vậy thì chúng ta làm gì để mà giải quyết được cái nhiễm khuẩn bệnh viện khi mà thuốc kháng các thuốc càng ngày càng nhiều và các thuốc mới đưa vào thị trường thì càng ngày càng ít, và rõ ràng là cái hiệu quả nó không còn ngoạn mục như trước nữa? Thì điều đầu tiên chúng tôi muốn nói đến là vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn. Không thể nói điều trị được nhiễm khuẩn bệnh viện trong tình trạng kháng thuốc này mà chúng ta không kiểm soát nhiễm khuẩn, tức là chúng ta đưa cái tỷ lệ nhiễm khuẩn xuống thấp nhất có thể. Thì đây là cái tần suất nhiễm khuẩn viêm phổi thở máy tại 50 bệnh cái khoa hồi sức tích cực của Malaysia từ năm 12 năm 16. Và đây là người ta tính theo cái số nhiễm khuẩn thở máy trên 1.000 ngày thở máy. 2012 của người ta là 7,2 nhiễm khuẩn thở máy, viêm phổi thở máy trên 1.000 ngày thở máy. Và với các biện pháp kiểm soát khuẩn tích cực thì cho đến năm 2016 họ đã đưa được con số này xuống 1,7 viêm nhiễm khuẩn thở máy trên tổng bệnh nhân viêm phổi thở máy. Viêm phổi thở máy trên tổng bệnh nhân thở máy. Thì các anh chị nhớ con số của Malaysia là 2012 là 7,2 và 2016 là 1,7 trên 1.000 ngày thở máy. Còn chúng ta thì sao ạ? 2004 của chúng ta là 41,5. 2009 là 63,5. 2012 khi của người ta là 7 thì của chúng ta là 46 viêm phổi thở máy trên 1.000 thở máy.
Và đây là tỷ lệ ở bệnh khoa hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai, chúng ta lấy một đơn vị để cho nó dễ theo so sánh. Cho đến năm 2015, với những biện pháp quyết liệt về kiểm soát nhiễm khuẩn, bao gồm cả biện pháp cải tạo lại cơ sở vật chất, tức là tách bệnh nhân từ một phòng lớn ra thành các phòng riêng, ngăn kính, và tích cực động đẩy mạnh tất cả các hoạt động chống nhiễm khuẩn, bao gồm cả vấn đề chi rất nhiều tiền để cho các hóa chất, các dụng cụ để kiểm soát nhiễm khuẩn. Thì nghiên cứu của Hà Sơn Bình, anh Bình đang ngồi đây, có đi trong đây anh Bình sẽ comment một chút, thì thấy là cái tỷ lệ viêm, cái tần suất này đã giảm từ 46 của năm 11, năm 12 xuống 24,8, tức là giảm tương đối tốt. Nhưng mà các anh chị chú ý là khi mình 24,8 thì ở Mã Lai họ chỉ có dưới 7 thôi. Và năm 2018 khi chuyển sang cơ sở mới có hồi sức tích cực, cơ sở hoàn toàn mới, nhưng mà chúng ta vẫn còn 24,5 viêm phổi thở máy trên tổng số 10.000 người thở máy. Mà con số này của Mã Lai năm 2016 là 1,7. Rõ ràng chúng ta còn rất nhiều việc phải làm để giải quyết cái vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện. Thì làm sao mà giải quyết được kiểm soát bệnh viện khi chúng ta thấy ở một bệnh khoa truyền nhiễm thì bệnh nhân nằm như này 2-3 ngày một giường, không thể giải quyết được kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện. Thành ra rất nhiều người phản đối ý kiến của Bộ trưởng Y tế là không nắm đôi. Tất nhiên không nắm đôi của Bộ trưởng Y tế đưa ra không phải mục tiêu của chị là kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện. Nhưng nếu chúng ta không giải quyết được vấn đề này thì không thể kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện được. Và chúng tôi thấy nhiều bệnh nhân chúng tôi chuyển đi ở hồi sức đi thì tốt, nhưng về các tuyến dưới thì sao ạ? Đấy, đây một kho hồi sức tích cực mà giường kê san sát nhau và người nhà bệnh nhân vào tham gia chăm sóc. Thậm chí có những nơi chúng ta còn biết là người ta thuê người chăm sóc, thì một người nhận chăm sóc 2-3 bệnh nhân, bôi bệnh nhân nọ sợ bệnh nhân kia. Với cái tình hình bệnh phóng này thì không thể giải quyết được vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn. Vậy thì cái hàng đầu mà chúng ta phải quan tâm là nếu chúng ta không giải quyết được thì quá tải bệnh viện thì không thể giải quyết được các kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện. Thì hôm nay chúng tôi rất tiếc là chốc nữa có cái bài vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn của phó giáo sư Nguyễn Việt Hùng mà anh Hùng đi vắng mất, thì chúng ra cái bài đó rất quan trọng để mà, và tôi đã dành cho anh Hùng một phần rất nhiều câu hỏi để giúp chúng ta làm thế nào kiểm soát nhiễm khuẩn được để mà giải quyết cái nhiễm khuẩn bệnh viện, viêm bệnh viện nói chung, nói riêng và nhiễm khuẩn bệnh viện nói riêng. Thì đấy là việc đầu tiên phải làm là vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn. Tiếp theo là đã xảy ra viêm phổi rồi thì chúng ta sẽ điều trị kháng sinh. Chúng ta không có những kháng sinh mới, chúng ta không hy vọng vào xuất hiện kháng sinh mới. Chúng ta làm gì? Chúng ta chỉ còn sử dụng những cái chúng ta đang có và chúng ta cố gắng tối ưu hóa việc sử dụng kháng sinh lên để hy vọng là chúng ta có thể giải tận dụng được mức cao nhất hiệu quả kháng sinh trên bệnh nhân. Vậy thì cái nguyên tắc điều trị kháng sinh trong việc bệnh gì là dùng kháng sinh sớm, đúng không ạ? Dùng đúng thuốc và đúng cách. Kháng sinh sớm là gì? Chúng ta biết là tất cả mọi nhiễm khuẩn kháng sinh dùng càng sớm thì tỷ lệ tử vong càng giảm. Đúng thuốc là cho ta chọn được đúng cái kháng sinh nhạy với vi khuẩn căn nguyên gây bệnh. Và đúng cách tức là dùng kháng sinh theo đúng với những cái quy định, những cái đặc điểm dược lực và dược động học của kháng sinh. Thì chúng ta có trong tay những rất nhiều tài liệu về hướng dẫn sử dụng kháng sinh, mà tài liệu đầu tiên là những hướng dẫn sử dụng thuốc của các hãng thuốc. Thì theo cái khuyến cáo của Hội Lồng ngực Mỹ và Hội Bệnh nhiễm khuẩn Mỹ về viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy, thì người ta thấy là gì ạ? Là nên dùng thuốc theo các dữ liệu về PKPD, tức là dược lực dược độc, dược hơn là theo các hướng dẫn sử dụng của hãng thuốc. Nhưng mà ở chúng ta, các chị biết là gần đây các hãng thuốc rất quan tâm vấn đề PKPD và có rất nhiều cái hội thảo, cái hội nghị khoa học do các hãng thuốc tổ chức. Người ta nói về cái PKPD của cái thuốc mà người ta đưa vào cho chúng ta dùng. Thì tôi hy vọng là với sự hợp tác giữa các bệnh viện, các bác sĩ và các hãng thuốc, chúng ta sẽ dùng thuốc ngày càng đúng cái dược lực và dược độc học hơn. Thì nếu viết theo tiếng Anh thì chúng ta dễ nhớ cho nó có mấy chữ D, đúng không? Drug, tức là gì? Tức là thuốc nào, dose, liều nào và thời gian dùng như thế nào. Thì chúng ta biết là kháng sinh nó có 3 loại kháng sinh. Một loại là tác dụng dựa trên cái liều, cái nồng độ Cmax trên MIC. Tức là cái Cmax này trên MIC phải có một tỷ lệ nhất định mới có tác dụng. Đấy là một loại. Loại thứ hai là cái diện tích dưới đường cong trên MIC. Như vậy, và loại thứ ba là cái thời gian mà nồng độ thuốc trong máu đạt được trên MIC. Có 3 loại thuốc. Như vậy, và chúng ta phải biết được cái thuốc chúng ta dùng thuộc loại nào để cho dùng cho đúng.
cái nguyên tắc dược động dược lực như thế này. Vì cái đầu tiên chúng ta sẽ xem xét là vấn đề liều thuốc. Liều thuốc thì rất nhiều yếu tố chúng ta cân nhắc để sử dụng, để chọn liều. Thứ nhất, đối với người bệnh thì tuổi bao nhiêu, ở nhi khác, ở người lớn khác, phụ nữ có thai khác, người già khác. Rồi cân nặng như thế nào, BMI bao nhiêu, rồi đến chức năng thận, chức năng gan, các bệnh lý kèm theo và các biện pháp đang sử dụng để chúng ta cân nhắc, chúng ta chọn một loại thuốc nào, một cái liều thuốc hợp lý nhất cho bệnh nhân. Cái thứ hai, cái loại thuốc của chúng ta là cái cơ chế tác động dược lực dược động là gì? Là T trên mic hay là diện tích dưới đằng cong trên mic hay là Cmax trên mic? Chúng ta phải chọn đúng cái đấy. Và để mà giải quyết được cái vấn đề tính toán này, từ cái này chúng ta tính cái liều thuốc, thì bắt buộc phải có cái MIC của vi khuẩn. Tức là nói đến nó lại quanh quẩn lại, vẫn phải chạy xuống chị Nhung. Chị Nhung không trả lời được, chúng ta chịu, chưa không biết làm thế nào cho nó hợp lý cả. Tất nhiên là cũng sẽ có những biện pháp khác, nhưng rõ ràng là không thể là chính xác bằng việc có được cái MIC chính xác của vi khuẩn. Và một điểm nữa là để mà đẩy được cái liều lượng thuốc, sự cái nồng độ thuốc trong máu đạt được cái dược động này, thì có cần sử dụng liều nạp hay không, và liều nạp là như thế nào. Đây là những cái chúng ta cần cân nhắc khi mà nói đến liều thuốc. Ví dụ như đây là một cái ví chọn liều của vancomycin chẳng hạn, thì để mà đạt được cái tác dụng diệt khuẩn của vancomycin thì yêu cầu là phải đạt được cái AOC trên mic là 400, đúng không ạ, 400. Và như vậy thì nếu như là MIC vi khuẩn là ở một người mà chúng ta coi là người bình thường, không có suy gan suy thận gì cả, thì đối để mà đạt được MIC để đối với bệnh nhân vi khuẩn MIC là 0,5 thì chúng ta có thể dùng liều là 1000mg trong 24 giờ. Nhưng nếu MIC nó lên đến 1 thì liều dùng đã là trên 2000mg trên 24 giờ. Và MIC lên đến 2 chúng ta thấy là gì ạ, đến 3000, cái biểu này vẫn hụt hơi. Như vậy nên chúng ta biết được cái MIC vi khuẩn, chúng ta sẽ biết được chúng ta dùng cái liều nào là thích hợp. Vì chúng ta dùng liều cao quá sẽ có tác dụng không mong muốn, và chúng ta liều không đủ cao thì sẽ không đạt được cái nồng độ diệt khuẩn trong máu. Thì như vậy đây là một cái ví dụ để chúng ta phải có MIC, chúng ta mới điều chỉnh được cái liều thuốc. Và đó là gì? Đòi hỏi cái sức mạnh của cái khoa vi sinh lâm sàng của bệnh viện để giúp chúng ta giải quyết vấn đề nhiễm khuẩn. Bởi vì chúng ta thuốc, kể cả những thuốc nhạy với vi khuẩn, nhưng ta đã dùng liều không đủ vì chúng ta không biết MIC để tính toán được, thì chúng ta cũng không đạt được cái hiệu quả diệt khuẩn, mà chúng ta chỉ có thể chọn lọc được các chủng kháng thuốc cho những năm tiếp theo thôi. Nhưng mà chúng ta thấy bên cạnh cái vấn đề MIC, chúng ta còn cái bệnh nhân như thế nào. Ở đây chúng ta có những bệnh nhân có các mức lạc quan khác nhau, đúng không ạ? Thì tôi lấy ví dụ một bệnh nhân mà có cái suy thận thì rõ ràng là cái thời gian đào thải thuốc nó sẽ chậm lại. Và như vậy đối với một cái MIC vi khuẩn là 0,5 ở một người bình thường không suy thận thì chúng ta liều dùng liều 1000mg 24 giờ. Thì với người suy thận thì chúng ta có thể giảm xuống ví dụ còn có 750mg 24 giờ. Và như vậy một bệnh nhân, một người suy thận, nếu như chúng ta có MIC là 1 thì lẽ ra chúng ta phải dùng liều hơn 2000mg 24 giờ, thì người suy thận chúng ta chỉ còn dùng liều 1500mg 24 giờ thôi. Thì cái người suy thận chúng ta thấy là gì ạ? Chúng ta phải điều chỉnh lại liều kháng sinh cho phù hợp bệnh nhân. Nhưng mà nó có lợi, có một cái lợi nữa là gì? Trong cái hại cũng có cái hay là gì? Chúng ta giảm được liều kháng sinh và cho dùng được đủ liều kháng sinh. Tôi ví dụ là MIC đến 2 ở người bình thường chúng ta chịu, nhưng người suy thận chúng ta vẫn còn tìm được một liều kháng sinh nào đó để diệt khuẩn được. Tất nhiên nói là trong cái rủi có cái may, nhưng cái may đó cũng không bằng cái rủi. Và nếu chúng ta không chú ý đến cái rủi này, chúng ta cứ giữ nguyên liều như ngày bình thường, chúng ta sẽ làm cái suy thận nó nặng lên. Hoặc là một số kháng sinh thì chúng ta cần phải dùng liều nạp để bảo đảm được, để nhanh cái tốc độ, cái thời gian đạt được cái nồng độ đỉnh, nồng độ thuốc trong máu. Tôi lấy ví dụ một cái kháng sinh như là cái tecoplanin chẳng hạn, thì chúng ta thấy cái tam giác trắng là những người mà không dùng liều nạp, và tam giác đen là những người có dùng liều nạp. Chúng ta thấy với những bệnh nhân không dùng liều nạp thì cho đến ngày thứ tư của đợt điều trị chúng ta vẫn chưa đạt được tới cái nồng độ cần thiết trong máu để diệt khuẩn. Có nghĩa là chúng ta dùng được 3 ngày
báo cáo lãnh đạo khoa là vẫn sốt chán thôi gì cả. Thực tế về sao vì có đạt được nồng độ đâu. Nhưng nếu chúng ta dùng liều nạp đúng cách thì đến ngày thứ 3, ngày thứ 2 là chưa, ngày thứ 3 chúng ta đạt được cái nồng độ diệt khuẩn. Và như vậy thuốc đã có tác dụng. Như vậy thì với những thuốc mà cần phải dùng liều nạp, chúng ta lưu ý phải dùng liều nạp và dùng đúng cái liều nạp cho bệnh nhân. Thì tất cả cái này đều có trong cái hướng dẫn của các hãng thuốc và có hướng dẫn trong hướng dẫn của các tài liệu về dược lực dẫn động hoặc thuốc. Và tôi nghĩ đây là cái rất, bác sĩ lâm sàng rất cần phải biết để mà sử dụng thuốc đúng cách. Một điểm nữa chúng tôi quan tâm là chúng tôi có ngồi hội đồng với bên trường dược thì giáo sư Huyền có đùa với tôi. Tôi thấy là bên y các anh buồn cười lắm. Thuốc cho xong thì cứ vẽ cái vạch này, cái vạch thế này. Đúng không ạ? Tức là gì? Thuốc gì thuốc cũng sáng chiều, sáng chiều, sáng chiều, sáng thì 10 giờ tiêm, chiều 16 giờ tiêm. Và như vậy từ 16 giờ đến 10 giờ sáng hôm sau chẳng có cái gì cho người bệnh nhân cả. Và rõ ràng với kháng sinh, chúng ta không nói có thuốc khác, hôm nay chúng ta nói về kháng sinh thôi. Thì chúng ta cái cách dùng đó không phù hợp với kháng sinh. Đấy. Vậy thì cái số lần đưa thuốc cho ngày nó phụ thuộc vào cái cách tác động dược động học của thuốc như thế nào. Tôi nói ví dụ như với những thuốc mà ưu tiên dùng cái nồng độ phụ thuộc nồng độ, tức là nồng độ đỉnh trên MIC đấy, thì dùng một lần một ngày là cho cái nồng độ đỉnh trên MIC cao nhất. Nhưng với các kháng sinh mà phụ thuộc thời gian, cần phải có thời gian nồng độ đạt trên MIC dài thì lại phải chia nhiều lần trong ngày. Một cái ví dụ như thế này ạ, đây là một cái thuốc nhóm aminosid. Nếu chúng ta chia ra khoảng 2-3 lần trong một ngày thì cái nồng độ đỉnh nó chỉ đạt đến thế này thôi. Nhưng với liều đó chúng ta dùng một lần một ngày thì chúng ta nồng độ đỉnh nó vọt lên như thế này. Và rõ ràng là cái dùng một lần một ngày thì hiệu quả cao hơn là dùng nhiều lần trong ngày. Hồi trước chúng ta quen là cho thuốc xong sáng chiều, sáng chiều, sáng chiều. Thì khi mà amikacin được đưa vào vạch mai, đưa vào bệnh viện nào nói chung, thì tất cả các thầy thuốc, kể cả chỗ chúng tôi lẫn các nơi khác đều theo thói quen amikacin ngày 2 lần. Rồi có sáng, các khoa nội thì sáng chiều, hồi sức thì nhiệt tình hơn là 10 giờ sáng và 10 giờ tối, vân vân. Thế xong có một cái hội nghị, hội thảo cho công ty tổ chức, hồi đó hình như là Bristol Myers Squibb hay phải, tổ chức. Và nói là với amikacin thì nên dùng liều một lần một ngày. Thì các bác sĩ phản đối kịch liệt, và tại sao như thế, một lần một ngày thì không thể nào bảo đảm diệt khuẩn được, vân vân. Và đến lúc đó thì cái nhân các cô hướng dẫn báo cáo của hãng thuốc cũng rất là lung túng, và hay là thế thì ở hồi sức đây các chị dùng 2 lần một ngày chăng. Nhưng nếu chúng ta biết rõ cái cơ chế tác dụng thuốc thì rõ ràng là gì, chúng ta phải dùng một lần một ngày. Và thậm chí cho đến năm 2006 khi mà trường dược đưa một học viên, một sinh viên dược sang chỗ chúng tôi làm việc, và cô ấy định lượng cái nồng độ amikacin trong máu mới chứng minh rõ ràng cái hiệu quả của liều dùng một lần một ngày. Và lúc đó thì toàn bệnh viện mới kiên quyết chuyển kháng sinh ra một lần một ngày. Và cái nghị luận án tiến sĩ mà chúng tôi có dịp được chấm của dược khoa đấy vào năm 2012 thì vẫn rất nhiều bệnh viện ở Hà Nội sử dụng amikacin 2 lần một ngày. Vậy chúng ta dùng hoàn toàn ngược lại vì cái cơ chế dược động của thuốc, và nó làm cho cái tác dụng của thuốc nó, nếu không muốn nói là mất đi thì nó đã giảm đi rất nhiều. Rồi đối với những kháng sinh phụ thuộc thời gian, tôi lấy ví dụ như đây là doripenem chẳng hạn. Thì nếu chúng ta truyền, chúng ta có hai cái truyền. Một là chúng ta truyền trong một giờ, truyền trong một giờ thì chúng ta thấy là đến sau một giờ thì cái nồng độ đỉnh lên cao và cái nồng độ sau nó giảm xuống khá nhanh. Và cái thời gian mà nồng độ của thuốc đạt được trên MIC chỉ đạt được 31% thôi. Nhưng nếu chúng ta truyền trong 4 giờ thì chúng ta thấy đấy ạ, cái nồng thời gian MIC, nồng độ thuốc đặt trên MIC nó kéo ra đến 49%. Và rõ ràng với một cái thuốc mà nồng độ tác dụng phụ thuộc vào cái thời gian trên MIC thì sử dụng việc truyền kéo dài và chia thành nhiều lần trong ngày, nó có lợi và nó có hiệu quả hơn rõ rệt so với việc chúng ta dùng truyền ngắn trong một giờ. Và việc thì các bác PNM người ta được khuyến cáo về một số thuốc nhóm C-block liên hệ 3 như Foctum chẳng hạn, người ta khuyến cáo là truyền kéo dài và thậm chí truyền liên tục 24/24 giờ để bảo đảm được, tăng được cái hiệu quả sử dụng của thuốc. Thế đấy là vấn đề về dược lực và dược động. Vấn đề thứ hai là phối hợp kháng sinh.
thì chúng ta có nhiều cái cách phối hợp. Chúng ta có thể lựa cho các kháng sinh qua cơ chế kháng thuốc của vi khuẩn khác nhau, chúng ta lựa cho các kháng sinh có đặc điểm dự phòng khác nhau. Và đặc biệt một vấn đề tôi rất quan tâm và rất là mong muốn vừa rồi thì tiến sĩ Nhung đã trình bày là cái kháng sinh đồ phối hợp kháng sinh. Thì khi chúng ta phối hợp kháng sinh và trên kháng sinh đồ thì cái MIC của từng kháng sinh một nó sẽ giảm rõ rệt so với việc chúng ta dùng đơn độc một kháng sinh. Và nếu chúng ta làm kháng sinh đồ đơn độc thì tôi không thấy anh gì có hiệu quả cả. Vì với một MIC rất cao để chúng ta đạt được cái nồng độ thuốc trong máu để mà vượt lên trên cái MIC đó thì gần như không có khả năng. Nhưng nếu chúng ta tìm được cái phối hợp hợp lý thì chúng ta sẽ tìm được cách đưa thuốc hợp lý và chúng ta chọn được thuốc nhạy cảm với vi khuẩn. Thế đây là cái điều chúng tôi rất là mong muốn và chúng ta hỏi chị Nhung từ rất lâu rồi và chị Nhung vẫn cứ trình bày thôi. Và chúng tôi rất mong việc đó được đưa vào lâm sàng để sử dụng. Thực ra cũng không phải tất cả các bệnh nhân, nếu chúng ta làm được một số vi khuẩn thì từ bệnh nhân là chúng ta xây dựng bệnh nhân kia. Tôi nói cho Acinetobacter thì thường là của hồi sức tích cực thì nên dùng kháng sinh này, của hô hấp chỗ giáo sư Phương chuyển xuống nên dùng kháng sinh kia, rồi của bệnh viện tỉnh chuyển về nên dùng kháng sinh khác nữa, thì chúng ta có một cái dữ liệu đấy rồi, chúng ta rất thuận tiện cho việc sử dụng chọn và sử dụng kháng sinh. Như vậy thì ai sẽ phối hợp với chúng ta để trả lời các câu hỏi? Thứ nhất là thuốc nào thì vi sinh và dược lâm sàng sẽ giúp chúng ta chọn thuốc nào, và đặc biệt là vi sinh. Vì vi sinh không xác định được cái con vi khuẩn đó nhạy với thuốc nào là chúng ta chịu, chúng ta không biết dùng như thế nào. Bây giờ chọn liều lượng như thế nào? Thì đấy là chúng ta sẽ hỏi vi sinh và dược lâm sàng. Vi sinh sẽ trả lời chúng ta là MIC vi khuẩn là bao nhiêu? Và dược lâm sàng sẽ trả lời chúng ta là với thuốc đó, với MIC đó thì cần phải dùng liều lượng như thế nào, cách đưa thuốc như thế nào để đạt được cái nồng độ thích hợp nhất trong máu bệnh nhân. Và cái thời gian dùng thuốc cũng là gì đấy, cũng là nó liên quan đến dược động học. Và dược lâm sàng sẽ trả lời chúng ta là nên dùng như thế nào, truyền thuốc liên tục hay là trong bao nhiêu lâu, hay là truyền kéo dài hay là dùng một lần. Dược lâm sàng sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi đó. Nhưng mà sau khi bác sĩ lâm sàng, bác sĩ vi sinh, dược lâm sàng ngồi với nhau giải quyết tất cả rồi, chúng ta còn một câu hỏi nữa, vậy thì chúng ta dùng như vậy thì liều thuốc có đủ cho bệnh nhân không? Tất cả cái chúng ta vừa tính là lý thuyết, nhưng có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nồng độ thuốc trong máu. Tôi ví dụ như là một bệnh nhân, một người không có bệnh lý gì đáng kể, chỉ có một nhiễm khuẩn đơn thuần thôi, thì cái thể tích phân bố nó khác. Nên khi chúng ta tính liều bệnh nhân, chúng ta tính thể tích phân bố nhân với cái nồng độ đích đấy, thì cái liều nó khác. Nhưng với một người, tôi ví dụ một bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng, sốc nhiễm khuẩn, thì cái thể tích phân bố nó tăng rất nhiều. Tăng thể tích phân bố đòi hỏi phải tăng cái liều dùng của thuốc lên. Vậy thì nó tăng như thế nào, tăng bao nhiêu? Chúng ta rất khó có câu trả lời chính xác. Hoặc là một số bệnh nhân có tình trạng tăng thanh thải thận. Chúng ta tính được cái tăng thanh thải thận. Và khi tăng thanh thải lên như vậy thì cái lượng thuốc được đào thải qua thận nó tăng lên. Và cái nồng độ thuốc trong máu nó lại khác những người khác. Hay là bệnh nhân rất hay gặp chúng ta lọc máu liên tục. Vậy thì một người có lọc máu và một người không lọc máu thì rõ ràng là cái nồng độ thuốc máu nó khác nhau, và dẫn tới việc liều lượng nó phải khác nhau. Vậy khác nhau như thế nào? Chúng ta cũng không biết cái chính xác. Tất nhiên là chúng ta sẽ tìm những tài liệu hướng dẫn không lọc máu thế nọ, lọc máu thế kia. Nhưng đó là chúng ta còn cụ thể bên người chúng ta có chính xác như thế không thì chúng ta cũng không thể biết chắc chắn được. Mặt khác thì có một số kháng sinh cái độc tính cao và phạm vi điều trị hẹp, ví dụ như là các polypeptide rồi các aminoglycoside chẳng hạn. Thì nếu chúng ta dùng quá tay một chút thì tác dụng không mong muốn rất nhiều. Tôi ví dụ như là amikacin của cái suy thận, cái điếc. Nhưng chúng ta dùng không đủ thì lại không đạt được cái nồng độ trong máu. Và do đó nên một vấn đề đặt ra gì? Là nếu có thể được thì cần phải định lượng nồng độ kháng sinh trong máu để chúng ta điều chỉnh cái liều thuốc cho thích hợp. Và trong cái quyết định của Bộ Y tế về vấn đề kiểm soát sử dụng kháng sinh bệnh viện đấy, thì người ta có đề nghị là gì? Là với các aminoglycoside và polypeptide thì nếu các bệnh có điều kiện thì nên triển khai định lượng nồng độ kháng sinh trong máu để chúng ta điều chỉnh liều thuốc. Và như vậy sẽ thêm một vị nữa phải được mời đến ngồi với chúng ta, đấy là các bác sĩ, các chuyên gia của hóa sinh lâm sàng ngồi với chúng ta để giúp chúng ta định lượng thuốc để điều chỉnh liều thuốc trong máu. Và nếu chúng ta làm bài bản tất cả như vậy, chúng ta sẽ tối ưu hóa được cái liều kháng sinh mà chúng ta dùng cho bệnh nhân. Thì chúng ta từ nãy giờ tôi trình bày tức là gì? Chúng ta đã biết vi khuẩn gì rồi, chúng ta biết MIC rồi, chúng ta chọn kháng sinh, chúng ta tính liều kháng sinh. Nhưng mà vấn đề đặt ra cho các bác sĩ lâm sàng là dùng kháng sinh sớm, mà tiến sĩ Nhung trả lời chúng ta sớm nhất cũng phải sau 2 ngày, đúng không ạ? Mới biết được là có vi khuẩn gì.
Mà kể cả những biện pháp nhanh bây giờ thì cũng phải sau một ngày. Vậy biết có vi khuẩn gì rồi thì cũng phải mất một thời gian mới tìm được kháng sinh đồ, mới định được MIC. Chưa kể nhiều kháng sinh chúng ta còn chưa làm được MIC cơ. Như vậy thì để mà dùng kháng sinh sớm thì vẫn phải dùng kháng sinh đồ theo kinh nghiệm. Nhưng mà cái kinh nghiệm này vẫn phải dựa vào đầy đủ tất cả các nguyên tắc là gì? Là phải đúng thuốc, đúng liều và đúng cái thời gian dùng thuốc. Như vậy chúng ta vẫn phải đòi hỏi là gì? Vi khuẩn gì? Và cái mức độ nhạy cảm như thế nào thì mới chọn được thuốc và định được liều thuốc. Vậy lấy đâu ra câu hỏi đó? Thì như vậy là chúng ta có những khuyến cáo quốc tế là gì? Người ta khuyên cáo chúng ta là các bệnh viện nên thường xuyên định kỳ khảo sát cái tình hình nhiễm khuẩn trong bệnh viện mình. Và mỗi khoa thì khám tình hình khoa mình, chúng ta phải biết được là cái tỷ lệ vi khuẩn gây nhiễm khuẩn ở khoa chúng ta bao nhiêu. Thì lúc nãy tiến sĩ Nhung trình bày, cái nhân đầu tiên tôi trình bày về cái tỷ lệ xuất hiện các căn nguyên vi khuẩn và cái tình hình nhạy cảm kháng sinh của cái vi khuẩn đó, chính là nó cho chúng ta số liệu để dựa vào đó chúng ta sẽ dự đoán được là con vi khuẩn gì nó sẽ gây bệnh cho bệnh nhân của mình. Và trên cơ sở đó chúng ta biết con vi khuẩn gì hay gây bệnh và các con vi khuẩn đó thì thường là nhạy kháng sinh nào và MIC nó là bao nhiêu để chúng ta quyết định là chọn cái kháng sinh ban đầu như thế nào. Tất nhiên chúng ta không thể làm chính xác 100%, nhưng có thể chính xác được đến khoảng 50-60% nếu chúng ta có đầy đủ các dữ liệu vi sinh. Vậy thì chúng tôi cũng có một đề nghị là gì? Các bệnh viện nên triển khai định kỳ làm về khảo sát tình hình nhiễm khuẩn bệnh viện trong bệnh viện mình. Và đó là một cái nghiên cứu dễ nhất. Khi chúng ta báo cáo một nghiên cứu thì bao giờ các thầy ngồi đây hỏi là đã ai làm chưa? Có gì mới không? Bảo thưa thầy, người ta làm hết rồi. Chẳng có gì mới cả. Em đem đúng protocol cách đây 3 năm em làm. Nhưng toàn bộ kết quả vẫn được công nhận hoàn toàn về sau. Vì vấn đề chúng ta phải biết được là cách đây 3 năm và bây giờ nó có khác gì nhau không? Và nếu chúng ta trả lời câu hỏi đấy, đấy là đạt yêu cầu của cái mới. Thành ra chúng ta chỉ cần một cái protocol về nghiên cứu nhiễm khuẩn bệnh viện thôi. Chúng ta áp vào cho viêm phổi bệnh viện, cho áp vào cho nhiễm khuẩn tiết độ bệnh viện, nhiễm khuẩn huyết vân vân. Và cứ 3 năm chúng ta làm một lần, chúng ta đủ hết tất cả các đề tài nghiên cứu, vừa áp dụng thực tiễn để điều trị bệnh nhân mà vừa sử dụng để đăng ký chiến sĩ thi đua rất là thoải mái. Và đấy là gì? Chúng tôi kiến nghị là chúng ta cần phải tiến hành khảo sát định kỳ. Và nếu như mà bệnh viện chúng ta không đủ khả năng, cái khoa vi sinh không đủ khả năng, thì tôi nghĩ là cũng không khó khăn gì nếu chúng ta ký hợp đồng với các đơn vị mạnh để giúp chúng ta làm cái khảo sát này. Tất nhiên chúng ta không có khó khăn là chúng ta có 2 giờ để mà cấy vi khuẩn. Vậy trong 2 giờ đó làm thế nào để vi khuẩn sống được thì chắc là tiến sĩ Nhung sẽ hướng dẫn chúng ta cách làm để chúng ta thể khảo sát được. Như vậy thì chúng ta thấy là cái điều trị kháng sinh cho một bệnh nhân viêm phổi thở máy cũng như viêm phổi bệnh viện nói chung trong cái kỷ nguyên đa kháng thuốc. Cái này nó lỗi phông ạ, nó cái logo nó che mất chữ. Thì đòi hỏi sự phù hợp rất chặt chẽ giữa rất nhiều đơn vị, bác sĩ lâm sàng, vi sinh lâm sàng, dược lâm sàng, hóa sinh lâm sàng. Vậy khi 4 người ngồi với nhau ở Việt Nam, chúng ta biết là cái một ông Việt Nam thì rất giỏi, nhưng 3 ông Việt Nam là phá. Vậy làm thế nào cho 4 ông ngồi với nhau được mà làm việc được? Thì cái đó là phải có vai trò của nhà quản lý, tức là của bệnh viện. Và chúng ta tổ chức thực hiện như thế nào để có thể giải quyết được vấn đề này? Thì vào năm 2016, chúng ta đã có một quyết định của Bộ trưởng Y tế về hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện. Và nếu như chúng ta làm đúng được những cái này, thì chúng ta giải quyết được tất cả những vấn đề mà tôi đã trình bày với các anh chị ở phần trước. Có để chúng ta có triển khai hay không thôi. Thì tôi biết cái này ở trong miền Nam Chợ Rẫy làm rất tốt. Và chúng ta đã được nghe bên Bệnh viện Chợ Rẫy báo cáo về kết quả sau 1 năm thực hiện và thấy là rất hay. Ở Bạch Mai thì toàn bệnh viện chưa làm, nhưng mà từng khoa một thì đã làm và kết quả cũng rất là ngoạn mục. Thì ở đây người ta quy định rất rõ trách nhiệm của trưởng khoa lâm sàng là gì ạ? Tuân thủ dẫn chuyên môn. Như vậy sao? Phải có hướng dẫn chuyên môn, phải có quy trình và quy định. Việc đầu tiên chúng ta phải làm là có hướng dẫn chuyên môn, có quy trình, có quy định. Và sau đó gì? Lựa chọn kháng sinh, liều dùng, đường dùng, thời gian dùng. Rồi tham vấn các chuyên gia vi sinh dược lâm sàng trước khi sử dụng kháng sinh. Rồi theo dõi quá trình điều trị và đánh giá hiệu quả. Đấy là việc của trưởng khoa lâm sàng. Nhưng mà để có cái hướng dẫn chuyên môn, quy trình, quy định, nó đòi hỏi chúng ta phải tiến hành nghiên cứu để đánh giá được, có được cái cơ sở dữ liệu về vi sinh của từng khoa một trong bệnh viện. Và trên cơ sở đó từng khoa một sẽ xây dựng cái quy trình, cái hướng dẫn chuyên môn của khoa mình để điều trị sử dụng như thế nào.
Thì cái bài trình bày tôi đã hơi dài, thì tôi đưa ra một lẽ ra là tiếp theo đây có báo cáo về kiểm soát nhiễm khuẩn rất hay, nhưng mà không có thì chúng tôi nghĩ chúng ta sẽ thảo luận thêm về vấn đề đấy. Thì kết luận là gì ạ? Là biện pháp cơ bản nhất để đối phó với bệnh viện cũng như khuẩn định nói chung là kiểm soát nhiễm khuẩn. Và chúng tôi cũng rất mong muốn là các bệnh viện thực hành đúng cái yêu cầu của Bộ trưởng Y tế là không nằm đôi. Nhưng không nằm đôi, nhưng bây giờ ngày trước thì các anh chúng ta kê giường cách nhau, mỗi giường cách nhau đủ cho người đi vào, về không nằm đôi thì kê giường sát nhau cũng quá thế. Nhưng mà nếu mà không giải quyết được đấy thì không thể giải quyết được với bệnh viện. Chúng tôi còn nói chuyện với giáo sư Bình và phó giáo sư Cơ ở khoa hồi sức, mà nếu như khoa chúng ta không kiên quyết không kê giường phụ thì không thể giải quyết được những viêm phổi bệnh viện trong khoa. Chúng ta thấy là gì, từ 45 trên 1.000 ngày thở máy, chúng tôi cải tạo lại cơ sở vật chất, kiên quyết áp dụng các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, giảm được xuống 24. Nhưng mà 24 mà so với Malaysia 1,7 thì quả là con số đáng xấu hổ. Và nếu như chúng không giải quyết được cái vấn đề về cơ sở vật chất cũng như triệt để tuân thủ cái viêm phổi nhiễm khuẩn bệnh viện thì khó lòng mà để xuống được. Điểm thứ hai là để mà giải, đối với bây giờ đã viêm phổi bệnh viện rồi, để mà sử dụng kháng sinh hợp lý, tối ưu, tận dụng cao nhất hiệu quả kháng sinh thì cần có sự phối hợp giữa bác sĩ lâm sàng, vi sinh, dược lâm sàng, và lý tưởng nhất là có tham gia của hóa sinh và định lượng thuốc cho chúng ta. Và ở đây chúng ta sẽ thấy là gì, cái vai trò của bệnh viện, của ban giám đốc, của cái nhóm quản lý sử dụng kháng sinh để giúp cho các khoa lâm sàng có một biện, có những hướng dẫn tốt nhất để giải quyết vấn đề sử dụng kháng sinh thế nào cho nó an toàn, cho nó hợp lý, để tận dụng, để có thể giải quyết được vấn đề viêm phổi bệnh viện. Thì chúng tôi rất cảm ơn mọi người đã theo dõi ạ.